Chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi mini hay mình còn gọi là túi tỏi hình một cái hoa hướng dương xinh xắn như thế này ha. Đây là bên trong nè. Bên ngoài thì mình có làm hoa hướng dương với hai lớp cánh và có phần nhụy màu nâu ở bên trong. Để làm được mẫu này thì dụng cụ đơn giản, mình sử dụng len Miyako to 125g, sợi len của mình là mát S chữ đỏ. Kim móc sử dụng cho sợi len này mình sử dụng là kim hai đầu ha một đầu số 3 và một đầu số 4 thì mình sẽ sử dụng đầu số 4. Đầu này tương đương với kim 2,5 mm nè. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len. Hai loại kim, một loại kim khâu len có cái khoảng trống to nè và một loại kim khâu mình có thể luồn qua cái khoảng trống của cái phần khung mà mình sử dụng. Và một cái nguyên liệu không thể thiếu đó là một cái khung mini như thế này. Khung này của mình nó sẽ có đường kính tầm khoảng 5 cm. Đầu tiên mình sẽ móc cái phần thân sau, tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo 5 mũi móc đơn móc đơn đầu tiên mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm khi có được 5 mũi móc đơn rồi nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ta di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích mình hoàn tất được vòng đầu tiên vòng đầu tiên có 5 mũi đơn tạo ra 5 chân cho vòng thứ hai thì vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 5 chân đó mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc Chân thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ năm cũng là chân cuối cùng ha, móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Để kết thúc cái vòng thứ hai này để ý xét đây nó có một đường móc. Đây là đường của mũi dời kết thúc vòng đầu tiên chứ không phải là chân móc ha. Ta sẽ không móc vào đó mà đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên ở vòng móc thứ hai này. Móc vào một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai của mình mỗi chân có hai mũi móc đơn tạo ra 10 mũi móc. 10 mũi này tạo ra 10 chân cho vòng thứ ba. Thì vòng thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là hàng này mình sẽ có cái cụm móc như thế này một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng ta có nè một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc mình sẽ có được cụm thứ hai tiếp tục cụm thứ ba một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc cụm thứ ba nè cụm thứ tư Và tiếp tục cụm thứ năm, cộng thứ năm cũng nằm ở hai chân cuối cùng ha. Ta hoàn tất được vòng thứ ba thì kết thúc cũng không đâm kim vào chân mũi dời kết thúc vòng 2 nè, mà mình đâm kim luôn vào cái chân của mũi đơn đầu tiên ở vòng thứ ba này, móc vào một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ ba của mình hoàn tất và sẽ tăng được 5 mũi móc, có 15 chân móc cho vòng móc thứ tư thì vòng thứ tư các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng bên dưới nó. Vòng bên dưới của mình có một móc đơn lẻ, xen hai móc đơn cùng chân móc. Thì vòng kế tiếp tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi nữa. Thì ở đây mình sẽ có được hai mũi mỗi chân ha. Móc cho mình hai chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi nè. Có được hai mũi mỗi chân nhiều hơn vòng phía dưới một mũi thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc. Ta sẽ được cụm móc như thế này. Hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân, các bạn cũng móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cụm cuối cùng của mình là cụm thứ năm cũng nằm ở ba chân cuối cùng ha. Kết thúc được vòng móc thứ tư, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời để ta kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đến vòng móc thứ năm, thì vòng móc thứ năm cũng làm tương tự như vòng móc thứ tư, ta sẽ dựa vào vòng ở bên dưới nó Tức là cái vòng thứ tư nè. Vòng bên dưới của nó có 2 mũi móc đơn mỗi chân, xen 2 mũi móc đơn cùng chân. Thì vòng kế tiếp mình tăng cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi nữa. Tức là mình sẽ có 3 mũi mỗi chân, xen 2 mũi cùng chân ha. Móc cho mình ba chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Khi có được 3 mũi mỗi chân, nhiều hơn cái vòng phía dưới một mũi rồi thì chân kế tiếp móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ được cụm móc như thế này 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân các bạn cũng móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa các cái vòng móc kế tiếp thì cũng dựa vào vòng bên dưới nó và mình sẽ lần lượt tăng cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên từng mũi cho mỗi hàng móc ha nó sẽ giúp cho cái phần sau của túi nó có cái độ rộng ra hơn nè sau khi móc phần thân sau lên chính hàng móc thì cụm cuối cùng của mình là 7 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Ta có chín vòng móc như thế này rồi, giúp cho cái phần thân sau của mình nó có cái độ rộng ra, tạo ra một hình cái nón như thế này. Thì đến vòng móc thứ 10, vòng móc thứ 10 các bạn không cần phải tăng mũi nữa, mình sẽ móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc đều cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời, sau đó móc lên một xích, kéo và cắt len. Lưu ý các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Kéo cái sợi len này qua cái chân móc. Ở cái đầu len mà mình có nè, sợi len của mình nó được uh, cuộn lại bởi năm cái sợi móc nhỏ thì năm sợi móc này các bạn sẽ chia cho mình le làm hai uh, phần, một bên 3 sợi và một bên 2 sợi. Mình sẽ cắt cái đầu len có 3 sợi nha. Sau đó dùng kim móc các bạn sẽ giấu cho mình cái đầu len này vào trong các cái mũi móc. Cắt cái đoạn len thừa đi. Còn cái đầu len còn lại, đầu len hai sợi này các bạn sẽ xỏ cho mình kim khâu tay vào. Thì kim khâu tay của mình nè là cái loại kim mà mình hay khâu vải á, các bạn sẽ xỏ cho mình vào trong. Các bạn cũng có thể sử dụng kim theo chữ thập ha. Mình sẽ đưa cái phần thân sau vào trong khung nè, các bạn sẽ khâu cho mình vào một nửa thân khung trước. Mở cái phần khung ra, sau đó đưa cái phần thân sau vào trong. Các bạn sẽ áp cho mình cái hàng mũi đơn mà mình móc đều không tăng mũi á. Áp sát vào bên trong của khung nè. Và mình sẽ lần lượt đâm kim vào các cái khoảng trống của cái phần khung với cái chân móc tương ứng ha. Tiếp tục xỏ từ ngoài vào trong cái khoảng trống của khung đến cái chân móc của cái phần thân sau nè. Thì cách khâu cũng rất là đơn giản, các bạn có thể khâu xen kẽ cho mình một nửa vòng, sau đó mình sẽ khâu ngược lại. Hoặc là mình cũng có thể khâu luôn ha, đâm kim lên cái khoảng trống kế bên nè. Sau đó luồn ngược lại vào cái khoảng trống phía dưới, khoảng trống mình chưa khâu á. Tiếp tục đâm kim lên khoảng trống bên trên nó. Khâu đến đâu thì mình sẽ luồn cái hàng móc vào trong cái khung để mình khâu cho dễ ha. Sau khi đã khâu cho mình hoàn tất được một nửa của khung rồi, ta sẽ có được phần thân sau của túi như thế này. Giấu các cái đoạn len thừa vào trong. Bây giờ mình sẽ móc cái phần hoa phía trước. Về cái phần nhụy hoa, các bạn cũng móc cho mình theo công thức tương tự như phần thân sau của túi nè. Tức là mỗi vòng mình sẽ tăng 5 mũi móc, Lưu ý khi ta hoàn tất được vòng thứ ba đến vòng móc thứ tư thì để ý nha, ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc. Đây là một chân móc nè, nó sẽ có hai đường móc ha. Một cái đường nằm ở bên dưới và một cái đường nằm ở bên trên. Thì tất cả các cái mũi móc của cái hàng móc thứ tư trở đi mình đều đâm kim vào đường móc nằm bên dưới ha. Vòng này là hai mũi đơn mỗi chân xen hai mũi đơn cùng chân nè. Thì mình móc hai mũi mỗi chân và đều đâm kim vào đường nằm bên dưới nha hai mũi mỗi chân sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc lúc này ở cái mặt ngoài của mình nó sẽ dư ra một cái đường móc đường móc này lát nữa mình sẽ móc cái phần nhụy và phần cánh bên trên ha móc tương tự cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa khi mà mình hoàn tất được hai hàng móc tạo ra hai cái đường g nằm bên trong và cái đường g thứ ba sẽ là đường g ở cái hàng ngoài cùng này ha thì đến đây mình sẽ móc lên một mũi móc xích kéo và các len các bạn sẽ tiến hành thay màu cho mình để tạo cái phần cánh. Đưa sợi len màu vàng ra phía sau. Sợi len thừa ở phần màu nâu, phía trước nó là chân mình móc mũi dời kết thúc thì phía sau nó là chân của mũi dời, đâm kim vào chân của mũi dời nè. Kéo cái sợi màu vàng qua, móc lên một mũi móc xích. Phần nhụy bên trong mình sẽ có 3 hàng móc để móc phần nhụy. Phần cánh hoa mình sẽ có hai đường để tạo ra hai tầng cánh hoa hết thì từ phần cánh hoa này các bạn cũng đâm kim vào đường bên dưới và mình cũng móc theo công thức tương tự nè đối với phần cánh hoa mình sẽ tạo hai tầng nên các bạn sẽ tạo cho mình hai đường gân màu vàng khi có hai đường gân màu vàng rồi từ cái hàng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải móc vào đường bên dưới nữa mà các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc ha tức là cái hàng móc thứ chín này của mình nó sẽ à, móc luôn vào chân móc nè Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Khi đã được tổng cộng là 9 vòng móc bằng với cái kích thước tăng mũi ở phần thân sau rồi thì đối với cái phần là hoa ở phía trước thì mình không cần phải móc thêm một hàng đều mà đến đây các bạn sẽ tiến hành kéo dài sợi len và cắt len. Mình sẽ cắt một đoạn len khá dài khoảng gấp 4 lần so với cái đoạn len đầu tiên mà mình chừa ra ở phần màu xanh á ta sẽ có được một cái chân của hoa như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần nhụy và cánh hoa mình sẽ móc cái phần nhụy trước ha tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài để thành một nút mình sẽ đâm kim vào cái vòng mà có cái đường g đầu tiên á đây là cái đường g đầu tiên nè thì đâm kim cho mình vào một cái chân móc đầu tiên kéo nút vừa tạo qua chân móc Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3 tiếp tục đâm kim vào cái chân móc ta vừa đâm kim đó, móc một mũi dời. Tức là một cái phần nhụy hoa mình sẽ có một dời, 3 xích và một dời vào cùng chân móc ha. Tiếp tục dời kim đến cái chân móc kế bên nè. Móc cho mình một mũi dời. 3 mũi xích và một mũi dời vào cùng chân móc đó tiếp tục ha dời đến cái chân móc kế tiếp một mũi dời ba mũi xích một mũi dời và mình sẽ làm tương tự cho đến hết vòng ha cứ mỗi chân móc sẽ làm một dời ba xích và một dời móc tương tự cho đến hết vòng kết thúc vòng đầu tiên đến cái vòng thứ hai thì để khỏi phải cắt len các bạn tiếp tục đâm kim cho mình ra cái chân móc đầu tiên của cái hàng phía sau móc vào đó một mũi dời và từ đó mình sẽ tiếp tục móc giống như là cái phần nhụy hoa bên trên ha một dời ba xích và một dời cho mũi chân móc Tương tự cho đến hết vòng và móc cho mình luôn đến cái hàng móc thứ ba. Hoàn tất được 3 tầng cho phần nhụy rồi thì kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len lúc này đang nằm ở mặt phải, đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc cái mũi dời kết thúc đó. Kéo cái sợi len ra phía sau và giấu len thừa vào trong mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được cái phần nhụy hoa. Tiếp tục mình sẽ móc cái phần cánh hoa Về phần cánh hoa các bạn đưa cho mình sợi len màu vàng ra phía sau. Mình sẽ có hai cái đường G cho cái phần cánh hoa ha. Thì mình sẽ móc cái đường G đầu tiên trước. Đâm kim vào chân đầu tiên. Kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp móc cho mình 3 mũi, một mũi nửa kép. Một mũi kép đơn. Cùng chân móc ha. Và một mũi kép đôi mũi kép đôi thì lấy lên cho mình hai vòng lên kim đâm kim vào cùng chân móc đó kéo lên trên kim có bốn đường móc kéo lên qua hai chân lần thứ nhất qua hai chân lần thứ hai và qua hai chân lần thứ ba ta sẽ tăng được cái độ cao của mũi móc giúp cho cái phần cánh của mình nó cao lên hả để tạo được điểm nhọn thì móc lên hai mũi xích ta để ý ở cái chân của mũi kép đôi nó có cái đường móc chén như thế này khi đã gây nên được hai mũi móc xích, mình sẽ đâm kim vào cái đường chéo mà mình vừa nói đến, móc vào đó một mũi dời để mình tạo điểm nhọn cho phần cánh. Sau đó tiếp tục mình sẽ móc ba cái mũi ngược lại với ba mũi mà mình móc vào cùng chân móc đó, vào cái chân móc kế bên ha. Thì mình sẽ có mũi kép đôi trước nè. Vào chân kế bên. Sau đó là mũi kép đơn. Và một mũi nửa kép vào cùng chân móc ha tiếp tục chân kế bên sẽ là một mũi móc đơn và để kết thúc cái phần cánh hoa này móc vào chân móc kế tiếp một mũi dời để ta kết thúc phần cánh hoa ta sẽ có được một cái cánh của hoa hướng dương như thế này từ cánh này đến cánh tiếp theo thì chân kế bên móc một mũi móc đơn chân kế tiếp móc 3 mũi mũi nửa kép mũi kép đơn mũi kép đôi. Lên hai mũi xích. Đâm kim vào đường móc sát cái mũi kép đôi, móc một mũi dời. Tiếp tục móc 3 mũi ngược lại vào chân kế tiếp. Mũi kép đôi nè. Mũi kép đơn. Mũi nửa kép vào cùng chân móc sau đó chân kế bên một mũi móc đơn và chân kế tiếp một mũi dời móc tương tự cho đến hết vòng ta có được cánh hoa thứ hai ha hoàn tất được tầng đầu tiên rồi tầng thứ hai các bạn cũng làm tương tự cho mình cho các cái cánh hoa còn lại ha dời mũi đến cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc thứ hai sau đó mình sẽ tạo cánh hoa tương tự cho đến hết vòng Sau khi đã hoàn tất cho mình được hai tầng của cánh hoa rồi thì mình sẽ tiến hành cắt và giấu len thừa. Còn cái sợi len dài mà mình chừa ra ban đầu á, các bạn sẽ dùng cho mình kim khâu len. Mình sẽ xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu. Đưa cho mình cái phần cánh hoa vào sát cái phần chân của hoa nè. Mình sẽ khâu lại hai cái phần này trước. Khâu cho mình cái chân móc sát cái mép của cái phần thân sau với cái chân móc mình đang móc ở cái phần thân cánh hoa nè hai chân móc song song và mình cuốc chặt cái sợi len ha các bạn kéo chặt sợi len cho cái đường khâu của mình nó được giấu nè ta cứ đâm kim vào hai chân móc song song tương ứng với nhau và kéo len khâu tương tự như vậy cho mình cho đến hết ha Khi khâu đến điểm kết thúc thì tạo cho mình một guốc ở cái đầu này. Các bạn guốc thật chặt vào nhé. Cái đoạn len thừa còn lại mình cũng làm tương tự giống như phần thân màu xanh nè, tức là mình sẽ chia đôi nó ra, một bên 3 sợi và một bên 2 sợi. Mình cắt cái đoạn 3 sợi đi. Sau đó giấu cái đoạn 3 sợi này vào trong mũi móc. Sử dụng kim khâu tay các bạn sẽ khâu cho mình hai sợi vào trong cái phần khung còn lại, nửa cái khung còn lại mà mình chưa ra mình cũng ép cái đường cuối cùng của cái phần cánh hoa ha, ép vào trong cái phần thân khung sau đó mình sẽ khâu lại cách khâu thì cũng tương tự như cái phần thân sau ha sau khi khâu hoàn tất được mặt hoa vào trong nửa khung còn lại rồi ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu túi tỏi hình hoa hướng dương xinh xắn như thế này mẫu này các bạn cũng có thể đựng tỏi hoặc là một số phụ kiện nhỏ ha mình cũng có thể làm trang trí móc khóa cũng được khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha Chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu túi này.